Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Và theo âm lịch Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 năm canh tí. Ngày này là ngày bính dần, tháng kỵ sửu năm canh tí. Và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lư trung hỏa, ngày bính dần, tức chi sinh cho can, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm, lưu trung hỏa, kỵ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp thân, tuổi nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, tuổi ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao u vi tinh tốt mọi việc, sao tuế hợp tốt mọi việc, sao thiên ân tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa sao hoang vu xấu mọi việc sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ và xuất hành về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng chính đông. Sau đây, mà các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của kíp tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Tý dễ rơi vào tâm lý bi cực khó chịu trong ngày hôm nay và khi một vài công việc nào đó của bạn tuổi Tý đang bị cắt ngang bởi những người không mời mà đến và với bạn tuổi tí cũng nên coi đây là cơ hội để kiểm nghiệm lại xem ai là người đồng nghiệp thích hợp nhất đối với mình và có thể giúp cho mình hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, họ trợ cho bạn tuổi tí rất chi là nhiều, đặc biệt là về vấn đề liên quan tới tiền bạc. Có người quản thanh toán được khoản nợ nần, có người được thảnh thơi thoải mái hơn khi không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc nữa. Ngoài ra, trong ngày này với bạn tuổi tí, cái vận trình tình cảm của bản mệnh, đây là thời điểm cũng đang bắt đầu có được tín hiệu khởi sắc với bạn. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tí, ngày này bạn không nên trị bệnh ở thận, do đó không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim thay vì chờ đợi thì hãy chủ động trong công việc tử vi tuổi bính tý thuộc thủy có thể giúp ai đó bằng chút năng lực của mình tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa không nên chê bai năng lực của ai đó tử vi tuổi canh tý thuộc thổ có những điều không mong đợi xảy ra tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hãy tìm cách tự bảo vệ bản thân mình Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Sửu bạn trở nên đầy lạc quan hơn trong công việc của mình bạn nghĩ đến những điều mới mẻ và cho mình cơ hội để vươn ra khỏi những suy nghĩ bi quan căng thẳng có thể là những nhiệm vụ cũ nhưng với cách làm mới của bạn lại mang lại cho bạn nhiều hứng thú hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại đang có điểm báo không được như ý cái chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi Sửu có vấn đề gây trở ngại và có thể là không được sự chấp thuận từ người lớn tuổi hoặc là không được bạn bè ủng hộ thay vì có gạt đi những ý kiến của bạn thì bạn nên bình tĩnh xem xét lại và cân nhắc bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy với bạn tuổi Sửu nên lưu ý là không nên tác động lên vị trí này, tránh va chạm, mộ xỉa, châm chích lên các vị trí này. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim có người tin tưởng bạn nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy hãy mở lòng mình đốn điều mới mẻ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa không khí căng thẳng là do bạn suy nghĩ nặng nề. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ gặp nhiều may mắn trong công việc từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc quan hệ hài hòa khi bạn biết nhường nhìn và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu trắng quý nhân phù trợ tuổi tí tuổi giàu tử vi tuổi dần thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh hứa hẹn làm cho bà tuổi dần trải qua một ngày có được nhiều niềm vui trong các cuộc tiệc tùng vui chơi và lúc này với bạn tuổi dần không nên lo nghĩ bạn nên thư giãn và tận hưởng cùng với người thân bạn bè trong những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng cho thấy bản mệnh tuổi dần thường có cảm giác nóng ruột bất an và chủ yếu là do sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm và nếu như bạn tuổi dần bạn tham gia các cuộc gặp gỡ cuối năm thì nhớ là hạn chế uống rượu bia, cố gắng giữ gìn, duy trì lối sống lành mạnh để sức khỏe của mình sớm được cải thiện tốt hơn. Ngày này với ba tuổi dần, theo nhị thập bát tú thì ngày hôm nay là ngày không được tốt cho lắm. Vì vậy, bạn nên tránh làm những công việc trọng đại như là xây cất về nhà cửa, cưới hỏi hay là trộ cửa, tháo nước, xuất hành, và nếu như có công việc phải khẩn cấp xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây nam và tài thần, hướng chính đông, đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn công việc được thuận lợi hơn về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy lưu ý thể hiện sự tôn trọng với người khác tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa bạn nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên hơn để nâng cao sức khỏe cho mình về tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ hãy sửa chữa những vấn đề từ gốc rễ tử vi tuổi canh dần thuộc mộc nếu bạn cảm thấy ổn thì nghĩa là mọi thứ đang ổn với bạn tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim đừng quá chủ quan với những gì bạn đang nhìn thấy. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với ba tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày của ngộ hành tam hội phù trợ. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão có được một ngày tràn ngập năng lượng tình cảm tích cực cái mối quan hệ với gia đình bạn bè của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn đây cũng là thời điểm tuyệt vời để cho bạn chia sẻ ý kiến cá nhân hay là nhờ sự giúp đỡ nếu như cảm thấy cần thiết bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này đưa đến những thông tin mà bạn tuổi mão không hề mong đợi thậm chí là có người phải đối mặt với việc kinh doanh bị thu lõ, mất việc, kết quả thi cử không được tốt. Và dù sao đi nữa trong ngày hôm nay với bạn tuổi mão, bạn cũng nên để tâm hơn tới cảm xúc cũng như là suy nghĩ của mình. Tự tìm ra hướng đi, đừng có vì buồn phiền mà tức giận, so sánh bản thân mình với bất cứ ai khác và với bạn tuổi mão trong ngày này cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi mạo đang có điểm báo sức khỏe của bạn không được tốt có thể là vì bạn làm việc quá sức chăm sóc sức khỏe bản thân mình không đúng cách bằng việc uống quá nhiều thuốc bổ nhưng lại không tập trung vào việc tập luyện thể dục thể thao có lịch trình cụ thể để nâng cao sức khỏe cho mình vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy quá mức kiêu ngạo tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có tầm nhìn xa tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ con cái không vâng lời tử vi tuổi tân mão thuộc mộc cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa tử vi tuổi quý mão thuộc kim nên giữ tâm trạng tích cực vài đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thìn đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho nên cái mối quan hệ của bà tuổi thìn trong ngày hôm nay với những người thân yêu của mình là vô cùng tốt đẹp với bà tuổi thìn bạn được những người xung quanh chăm sóc và dành cho bạn sự quan tâm đặc biệt mà bạn từng mong muốn Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thìn lại không được mấy vui vẻ khi bạn đang suy nghĩ về những vấn đề đang khiến cho bản thân mình trăn trở và buồn bực. Bạn đừng có quên rằng cuộc sống còn có nhiều điều tuyệt vời mà bạn đã lãng quên mà thôi. Bạn cần phải tập trung tới những điều vui vẻ, nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn rất chi là nhiều. Và với bà tuổi thìn trong ngày này cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà tuổi thìn đang có điểm báo một số kế hoạch của bạn bị phá vỡ và thay vì cố thắc mắc và tức giận thì bạn nên tập trung vào việc thích nghi với hoàn cảnh để tìm ra cách giải quyết giải pháp hợp lý cho từng việc cụ thể. Về từ vi tử vi tuổi giáp thìn thuộc họa đừng có chạy trốn hay là đối mặt từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, bạn chưa thực sự nỗ lực đến cùng. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, bạn sẽ quyết định sai khi có áp lực. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, hãy chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân mình. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, học từ những sai sót của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp, bốn sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi ngọ. Từ vi tuổi Tỵ, thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi tỵ đang có sự vô ơn cái điều này khiến cho bà tuổi tỵ có thể sẽ trải qua cảm giác thất vọng khi có những việc đi ra ngoài khỏi dự tính toán ban đầu của bạn đó có thể là điều mà với bà tuổi tỵ từng mong đợi từ lâu khi bạn có công sức giúp ai đó để cho họ có thể hỗ trợ cho bạn, cho kế hoạch trong tương lai. Nhưng hôm nay mọi thứ đều bị phá vỡ. Với bà tuổi tỵ trong ngày này cũng khá chỉ là hài lòng khi mọi việc được suôn sẻ nhất là khía cạnh về tiền bạc đang có được sự hỗ trợ của thiên tài chiếu mệnh. Nhiều người hôm nay kinh doanh có lợi khoản đầu tư có lãi hoặc là có người hỗ trợ về tiền bạc cho bạn cho các dự án hứa hẹn sẽ thành công với bạn với bà tuổi tỵ trong ngày này cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn mệnh về vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay và thậm chí bạn có thể có được giải pháp cho những vấn đề mà trước đây bạn tưởng rằng mình không thể làm được. Tuy nhiên, bạn nhớ rằng tránh chủ quan khi đưa ra những nhận định không phù hợp cho các dự án đầu tư trong tương lai. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đầu tư đúng đắn, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc hổ mạnh dạn làm giàu, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cần khiêm tốn hơn, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim giữ khoảng cách với người khác giới, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy thích ba hoa khoác lác. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp. 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão. từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ khuyến khích bà tuổi ngọ trong thời gian sắp tới là thời điểm tốt để cho bà tuổi ngọ hẹn hòa và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Vì vậy với bà tuổi ngọ hãy chăm chút cho bản thân mình thật lộng lẫy và sẵn sàng cho những sự kiện đòi hỏi bạn phải xuất hiện ở chỗ đông người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang có được chính tài chiếu mệnh đưa tới những tin vui về tiền bạc. Có thể trong ngày này với bạn tử ngọ sẽ nhận được lương, được thưởng. Điều này mang lại cho bạn tử ngọ cảm giác có được cuộc sống sung túc, được mua những thứ mình thích. Thế nhưng với bà tuổi ngọ cũng nên nhớ là chị nên mua những món đồ hợp lý tránh chi tiêu quá tay nếu không bạn lại vướng vào nợ nần nữa. Ngày này với bà tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bạn mệnh rất nhiều. Cơ thể của bạn đã có được dấu hiệu cải thiện sau một thời gian tập luyện thể dục thể thao đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học với những ai đang lười thì lúc này cũng đã bắt đầu có động lực để tập luyện, nâng cao sức khỏe cho mình nữa rồi. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, hãy xây dựng thói quen lành mạnh cho mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, tình cảm thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, có được cơ hội kinh doanh có lợi. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, hãy tin tưởng vào mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, hãy khiêm tốn để học hỏi được nhiều hơn. Và đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỷ, tuổi giàu. từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này nhờ có chính quan chiếu mệnh mà với bạn tuổi mùi đang có được cảm giác mình được ai đó khơi gợi cho những cảm xúc ở trong lòng được truyền cảm hứng để thực hiện những nhiệm vụ còn đang dang dở Công việc của bạn tuổi mùi trong lúc này cũng được thuận lợi và xui chèo mắt mái hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay lại không được như ý cho lắm. Rất dễ có sự hiểu lầm, mâu thuẫn, có sự xa cách. Khó ai trách được những khác biệt trong quan điểm sống. Điều quan trọng là bạn phải tìm cách dung hòa chúng mà thôi. Trong ngày này đối với bà tuổi mùi, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành các công việc như sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tính tình cực đoan sẽ gây ra nhiều chuyện tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy gia đình thiếu đi sự hòa khí tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ phạm tiểu nhân vì hay to tiếng tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ công việc và thi cử thuận lợi tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc nhớ tìm cách để cùng nhau chia sẻ việc nhà về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Cho nên, với bà tuổi thân đang có điểm báo, có thể sẽ gây căng thẳng với một nửa của mình. Và với bà tuổi thân, bạn hãy dành thời gian tụ tập với bạn bè, hoặc là trang trí nhà cửa để phân tán sự tập tập trung khỏi những rắc rối hiện tại với mình. Và sau khi tâm trạng của bạn được cân bằng và tỉnh táo trở lại thì bạn hoàn toàn có thể giải quyết được mâu thuẫn đó. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bà tuổi thân, ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn cũng không được tốt cho lắm mà vấn đề tiền bạc của bạn cũng khiến cho bạn đau đầu nữa. Thay bằng việc suy nghĩ càng nhiều, càng thêm những căng thẳng thì ngay lúc này với bà tuổi than nên nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe rồi bạn sẽ sớm tìm ra cách giải pháp cho mình mà thôi. Và ngày này với bà tuổi than lại đang có được sự thúc đẩy của thiên án chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi thân cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn để quyết tâm thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay. Bạn hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Mọi người xung quanh sẽ không cho rằng bạn bốc đồng mà trái lại họ cực kỳ ngưỡng mộ sự can đảm và chân thành của bạn nữa. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tôn trọng sự khác biệt của người khác, từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa tránh những đánh giá quá chủ quan, từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ tính cách lạnh lùng, có phần xa lánh, từ vi tuổi canh thân thuộc mộc trở nên tự xiêm mình là hơn người, từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim quan sát giúp cho bạn học hội được nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão. Từ vi tuổi Dậu, thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang có được thay đổi và tầm nhìn với sự tương trợ của chính ấn chiếu mệnh đây là cơ hội tuyệt vời để cho bà tuổi dậu thực hiện những điều mà trước đây bạn không nghĩ tới Mọi người hẳn sẽ rất tò mò với những chuyện biến trong suy nghĩ, tư duy của bạn tuổi dậu và họ muốn biết bí mật của bạn là gì nữa. Và ngày này với bà tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có mộc khác với Kim, cho thấy có những điều không may tới với bà tuổi Dậu mà liên quan tới mối quan hệ hoặc là chuyện tình cảm của bạn. Với bà tuổi Dậu, chớ có nên làm hài lòng tất cả mọi người vì việc này hoàn toàn không có thể và chính bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu, bạn mệnh nếu như có đi đâu xa thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho bạn công việc có được nhiều sự may mắn và thuận lợi, kể cả là tài lộc về tay mình nữa. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc thủy, hãy kiên nhẫn, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, có người hỗ trợ trong công việc. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, cuộc sống có nhiều điểm sáng, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, gặp chuyện, bạn khó có thể nói ra sự thật, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, giữ tinh thần tích cực. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi tốt á, chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cho nên với bà tuổi tuất đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày đốn nhiều chuyện vui trong vấn đề tình cảm hoặc là những hiểu lầm với bạn sẽ được tháo gỡ và với bà tuổi tuất bạn được lắng nghe và thấu hiểu hơn, cảm giác được chia sẻ nhiều hơn. Cho nên, bạn có thể tiết lộ cả những bí mật riêng tư của mình bấy lâu nay nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi tuất, bạn lại đang chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho tính cách của bạn tuổi tuất trở nên có phần ngang ngược ương bướng hơn và chỉ cần người khác nói điều gì động đến bản thân bạn là bạn sẵn sàng cãi lại một cách gay gắt ngay. Và trước tiên với bạn tuổi Tuất cần phải bình tĩnh để lắng nghe ý kiến của mọi người trước đã. Bên cạnh đó, cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc dự báo về những rắc rối liên quan tới tiền bạc thậm chí là có người vừa có tiền thì chỉ một lúc sau đã không còn đồng nào trong túi. Bạn mệnh tuổi tuất nên xem lại cách chi tiêu của mình và cân đối không để lặp lại tình trạng này nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa cần phải chú ý tới mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ kiên nhẫn hơn để đạt được kết quả cao hơn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tình cảm càng ngày càng tốt đẹp. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, sự cố chấp khiến cho bạn bị thiệt hoài, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, sẵn sàng cho những dự định mới. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp phù trợ cái điều này khiến cho bà tuổi hợi trở nên thích bông đùa trêu gọi mọi người một chút để không khí trở nên vui vẻ hơn bà tuổi hợi cũng thích thú với những điều sáng tạo hoặc là theo đuổi những giấc mơ của mình đây chính là cơ hội để cho bạn hàn gắn tổn thương ở trong lòng và nạp thêm năng lượng cho những ngày tiếp theo. Năng lượng không ổn định với sức ảnh hưởng tiêu cực của tỷ kim chiếu mệnh cũng khiến cho phong độ của bạn tuổi hợi trên đà xuống dốc thất thường, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc của bạn và điều này đòi hỏi bạn tuổi hợi càng phải thận trọng để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho bạn mệnh rất nhiều về khía cạnh sức khỏe. Nhờ đó mà, tinh thần của bạn có được sự tỉnh táo hơn, làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi hợi, bạn cũng đừng có chủ quan vì sức khỏe của mình đã ổn định, bạn vẫn có thể tìm cách để đảm bảo một cuộc sống lành mạnh vui vẻ mỗi ngày nếu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa hãy thực hiện mọi thứ từng bước một. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên so sánh mình với bất cứ ai. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc hãy lắng nghe những gì bạn cảm nhận được. Từ vi tuổi tân hợi thuộc kim nhận được nhiều bài học hay ho cho mình. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy dễ hòa đồng với mọi người về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu xanh lam màu điên, quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi thân cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.